Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài thực hành số 1, làm quen với chương trình bảng tính Excel. Ở bài thực hành số 1 này, chúng ta có 3 bài tập để làm thực hành. Nhớ đây là 3 bài tập để thực hành, không phải là 3 bài tập về nhà, cũng không phải là 3 bài tập củng cố gì hết. Nó là 3 bài thực hành của chính bài thực hành số 1. Nó là nội dung chính của cái bài thực hành số 1 luôn. Trước khi hướng dẫn em làm các bài tập của bài thực hành 1, tôi sẽ hướng dẫn em một số thao tác mà em cần ghi nhớ khi làm bài thực hành số 1. Đầu tiên là khởi động Excel. Ở đây có hai cách. Cách 1, nháy chuột vào biểu tượng Excel trên màn hình desktop của Windows. Rồi em tìm trên màn hình desktop có biểu tượng của Excel thì em mở lên thôi. Cách số 2, nháy chuột trên biểu tượng Excel đã được gắn trên thanh taskbar của màn hình Windows. Thanh taskbar là cái thanh nằm ở bên dưới cùng của màn hình. Đây, ở đây, ngay chỗ nút Windows luôn ha. Nếu mà em thấy được cái biểu tượng của Excel ở đó thì em có thể bấm vô để mở lên. Và còn một số vị trí khác, Excel có thể nằm ở trong đó nữa. Nếu mà em có nhìn thấy thì em cứ việc mở lên là được. Trong trường hợp em không thấy biểu tượng của Excel trên màn hình desktop cũng như trong thanh taskbar hay em không biết cách tìm thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn em cách để tìm Excel trên máy tính của mình. Để tìm kiếm phần mềm Excel trên Windows, đầu tiên em bấm vào biểu tượng tìm kiếm của thanh taskbar, rồi gõ tên của phần mềm Excel vào. Kết quả của Windows sẽ trả về trên đằng kia, em bấm vào để mở ra. Các thao tác cần ghi nhớ tiếp theo, lưu kết quả và thoát khỏi Excel. Đầu tiên là lưu kết quả, ta có lưu bảng tính thì vào bảng chọn File, chọn Save hoặc nhấn nút Save. Lưu bảng tính với tên khác, vào bảng chọn File, chọn Save As. Em lưu ý khi em chọn File Save thì cái bảng chọn đặt tên nó chỉ hiện ra một lần duy nhất mà thôi. Còn khi em lưu bảng tính với tên khác thì mỗi lần em bấm vô File Save As thì nó sẽ luôn luôn hiện ra một cái bảng tính đặt tên. Mỗi lần em đặt như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái file mới so với file ban đầu. Tiếp theo, thoát khỏi Excel. Ta cũng có hai cách. Cách 1, ta chọn File, chọn Blow. Cách 2, nháy vào nút X ở góc trên bên phải của cửa sổ Excel. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn em thao tác lưu dữ liệu File Excel. Em chú ý theo dõi để biết cách lưu dữ liệu cho chính xác vào đúng cái thư mục mà mình mong muốn. Có một số bạn lưu dữ liệu xong thì lại không biết là mình đã lưu vào cái thư mục nào. Nên em chú ý quan sát và tốt nhất là thực hiện ngay tại máy của mình nếu có. Đây là phần mềm Excel được mở lên. Cô sẽ bấm vào đây để tạo một bảng tính. Cô tắt cái thanh này đi. Bây giờ cô sẽ gõ dữ liệu vào đây. Trước khi lưu thì chúng ta cần có dữ liệu ha. Cô sẽ gõ dữ liệu vào đây. Rồi sau đó, muốn lưu thì em có thể chọn File hoặc là nút Save phía trên. Bây giờ cô chọn File, sau đó bấm Save. Thì khi em bấm Save nó sẽ tự động chuyển xuống Save As, sau đó chọn Blow. Một bảng sẽ xuất hiện, bên phía bên này là danh sách các ổ đĩa và thư mục em có thể chọn để lưu vô. Ở đây cô sẽ chọn thư mục Music. Và ở dưới này là cô sẽ đặt tên, đặt tên là State. Và bấm nút Save là lưu lại. Rồi sau khi em lưu, em có thể gõ thêm nhiều dữ liệu nữa và tiếp tục cập nhật cái những dữ liệu mới mà mình vừa được lưu đó. Bây giờ cô sẽ gõ thêm một số dữ liệu. Để lưu những dữ liệu mới này thì cũng làm giống như hồi nãy, bấm vô nút Save. Giờ cô gõ thêm một số nữa và cô sẽ bấm thử File Save để coi hiện ra các bảng nha. Em thấy không, nó sẽ không hiện ra cái bảng giống hồi nãy nữa. Bây giờ cô sẽ tắt cái bảng này đi và tìm lại cái thư mục Music hồi nãy, mở ra xem đã lưu đầy đủ dữ liệu của mình chưa. Rồi em thấy là đã lưu đầy đủ rồi ha. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn em thao tác lưu với tên mới File Save As. Em nhớ khi lưu với tên mới là mình đã có một cái file rồi, mình sẽ thực hiện file save as là lưu với cái file đó với một cái tên khác, nhưng mà cái file cũ nó vẫn sẽ còn, nó không bị mất. Sau đây là video hướng dẫn. Cô đang mở thư mục Music.
Như em thấy đường link dẫn tới thư mục mua sạch đây ha. Như em thấy là bên trong này chỉ có một cái file test của Excel thôi. Em nhớ là biểu tượng của Excel sẽ là chữ X nha. Cô mở lên nha, cô sẽ gõ thêm dữ liệu mới. Ở đây cô sẽ gõ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và bây giờ cô sẽ thực hiện thao tác file xé hóa, đó là lưu với tên mới. Khi em vô file xé hóa cũng giống như em vô setup lần đầu tiên, nó cũng sẽ hiện ra những cái bảng như này. Và bây giờ thì em sẽ nhìn thấy cái file test đầu tiên mình đã có. Bây giờ cô đặt nó là test 2, rồi bấm save. Giờ em nhìn thấy là cái file test của mình ban đầu nó đã chuyển sang tên test 2. Bây giờ cô tắt file này. Bên trong thư mục mua dịch lúc nãy của mình đã xuất hiện file test số 2. Cô mở lại file test 1. File test ban đầu em nhìn thấy là không có cái dữ liệu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mới. Ở file test số 2 em sẽ nhìn thấy cái dữ liệu 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó. Sau khi em biết các thao tác cần ghi nhớ rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn em làm bài tập. Bài tập 1, sách giáo khoa trang 14. Đây là sách giáo khoa mới. Bạn nào mà sử dụng sách giáo khoa cũ, cái file mà cô đưa em để tham khảo thì em cứ coi tới bài tập hành 1 nó là cái gì. Và có thể là nội dung bên trong của nó khác. Nên em cứ làm theo cái phần hướng dẫn trên này nha. Đề bài hướng dẫn ở phía trên này hết. Rồi, bài tập 1. Khởi động Excel. Câu A, liệt kê các điểm giống nhau giữa màn hình Word và màn hình Excel. Câu này em có thể lên mạng tìm màn hình của Word và màn hình Excel và so sánh cái điểm khác nhau giữa hai cái màn hình đó. Một lát cô sẽ cho em hai cái hình đó luôn. Câu B, mở các bảng chọn và quan sát các bảng chọn đó. Thì ở đây chúng ta có bảng chọn Home, Insert, Page Layout, Format, Data, Review, View. Em chỉ cần bấm và xem sơ qua thôi. Phần ở câu B này em không cần phải ghi gì hết. Câu C, kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bằng bàn phím. Quan sát sự thay đổi các ô tên hàng và tên cột. Ở câu này em bấm chọn một ô bất kỳ, sau đó em nhìn trên cái tên cột và cái tên hàng của ô đó có khác gì so với những cái ô mà mình chưa có bấm và ghi lại cái những cái thay đổi đó. Em thấy ở bài tập 1 này chủ yếu là mình quan sát và nêu ra các điểm giống nhau khác nhau và ghi lại những cái sự thay đổi. Thì em sẽ làm bài tập này ở trên tập của mình. Em cứ ghi vô tập, bài tập 1 sách giáo khoa gì đó. Rồi ở phần câu A em cứ liệt kê những cái phần giống nhau khác nhau của Excel, Word. Và câu B là mình quan sát thôi thì mình không ghi gì hết. C là vừa quan sát vừa nhận thấy sự thay đổi của tên cột và tên hàng thì em sẽ ghi những sự thay đổi đó. Đây cô sẽ cho em hai hình giao diện Word và Excel để những bạn nào không biết tìm kiếm cũng có thể nhìn vô và làm được câu A. Bài 2 sách giáo khoa trang 14. Nhập dữ liệu tùy ý vào một ô trên trang tính. Em hãy dùng phím Enter để kết thúc việc nhập dữ liệu trong ô đó và quan sát ô được kích hoạt tiếp theo. Lần này em cũng sẽ ghi kết quả nhận được vào tập của mình. Đầu tiên em cứ chọn một ô tùy ý, nhập dữ liệu vào ô đó, sau đó nhấn Enter. Tiếp theo em sẽ quan sát cái ô được kích hoạt tiếp theo, tức là cái ô đang được chọn sau khi em nhấn cái phím Enter đó. So với cái ô ban đầu mình mới vừa gõ dữ liệu vô, nó như thế nào, nó nằm trên, dưới, trái, phải hay sao đó. Thì em ghi vô tập. Câu tiếp theo của bài tập. Nhập dữ liệu tùy ý vào một ô khác. Nhưng thực hiện một trong các thao tác sau đây sau khi gõ. Câu A, nhấn phím Tab. B, nhấn phím mũi tên. C, nhấn phím Esc. D, nháy chuột trên một ô khác. Quan sát kết quả dữ liệu và ô được kích hoạt tiếp theo, rút ra kết luận về cách có thể kết thúc việc nhập dữ liệu vào một ô. Phần này em cũng sẽ ghi ra tập những cái quan sát mà em thu thập được. Đối với những bạn trên điện thoại thì em không có cái phím Tab hay là phím ESC hay là phím mũi tên, nhưng mà em sẽ có cái phần nháy chuột vào một ô khác, tức là mình bấm vào một ô khác là được, đó cũng là nháy chuột đó em. Thì mấy bạn đó chỉ cần ghi cái thao tác đó thôi. Tiếp theo, thoát khỏi Excel mà không lưu lại kết quả dữ liệu em vừa thực hiện.
Cái này chỉ là thoát khỏi cái Excel thôi, mình không có cần ghi thao tác nào vô tập hết. Bài 3, sách giáo khoa trang 14. Khởi động lại Excel và nhập dữ liệu ở bảng tính dưới đây vào trang tính. Phần này em sẽ làm hoàn toàn trên máy, không ghi vô tập. Nhìn ở đây, đây là chữ danh sách lớp em. Em sẽ dựa vào danh sách lớp của em để gõ. Em sẽ gõ tên danh sách này theo tên của các bạn trong lớp mình. Ví dụ như em đang ở lớp 71 thì em sẽ gõ là danh sách lớp 7A1. Rồi em ghi tên của các bạn của mình phía bên dưới. Trong trường hợp em không biết tên của bạn mình, em có thể gõ theo sách giáo khoa như hình. Tiếp sau đây, cô sẽ hướng dẫn em nhập cái bảng danh sách lớp em vào trên máy của mình. Bảng danh sách lớp em này có nhiều vấn đề cần chú ý, ví dụ như chữ danh sách lớp em nằm ở ô A1, hay là ở ô B1, hay là ở cả hai ô. Rồi cái cột họ tên cột B này rộng hơn so với những cột còn lại. Cô sẽ hướng dẫn ở phía bên dưới hết cho em. Để nhập dữ liệu vào ô tính, bước 1 em sẽ chọn ô cần nhập, sau đó gõ dữ liệu vào, chúng ta sẽ gõ chữ danh sách lớp em. Nhưng mà em sẽ làm bài thực hành dựa trên danh sách của lớp mình đang học, nên em đang học lớp này em sẽ ghi là danh sách lớp 7, ví dụ ở đây là 7A1. Em nhìn thấy chữ danh sách lớp 7A1 này nó tràn qua ô B1, nhưng thực chất nó đang nằm ở ô A1 nha. Tiếp theo em sẽ gõ cột số thứ tự. Nhớ là mình sẽ gõ dữ liệu theo cột trước, chứ không phải gõ theo hàng. Em gõ cột số thứ tự xong rồi em sẽ qua tới cột B em gõ tiếp. Ở đây mình chỉ cần gõ 12 học sinh thôi, không cần phải gõ quá nhiều. Rồi xong cột A mình sẽ qua tiếp cột B, cột họ và tên. Em sẽ gõ họ tên của bạn. Ở đây cô ví dụ một bạn theo sách giáo khoa cho dễ ha, tên là Đinh Vạn Hoàng An. Bây giờ em thấy tên của bạn tràn qua tới cột C rồi, vậy mình sẽ kéo cái cột B này nó ra bằng cách là đưa con chỏ chuột lên ngay chỗ tên cột á, kéo nó ra. Rồi em nhìn thấy là cô đã nhập sai chữ Hoàng rồi. Giờ cô sẽ sửa lại, nhớ là khi sửa mình sẽ chọn ô rồi lên thanh công thức để sửa nha. Rồi sửa xong nhấn Enter. Vậy là cô đã hướng dẫn xong cho em 3 bài tập thực hành để em có thể làm được ở nhà. Bài tập thực hành này phần nào ghi trong tập thì em cứ ghi trong tập, khoảng tầm 2-3 bài thực hành cô sẽ tổng hợp lại và nói em chụp hình gửi lại về cho cô. Những phần nào thực hành ở trên máy thì em nhớ làm đầy đủ, tại vì những bài thực hành tiếp theo nó cũng sẽ dựa trên cái bài đó và nó làm tiếp. Nếu em không làm bữa nay thì đến bài thực hành thứ hai em cũng phải gõ lại nguyên cái bản đó. Cuối cùng, dặn dò. Em học bài và ghi bài đầy đủ. Học bài của phần bài thực hành này em chỉ cần học các thao tác cần ghi nhớ. Và ghi bài cô sẽ gửi em khi nào đến buổi học. Em nhớ thực hiện bài thực hành số 1 này. Và làm bài tập, khi đến buổi học cô sẽ gửi cho em bài tập. Bài tập sẽ gồm nội dung của bài số 1 và bài thực hành 1. Nên trước khi làm bài, em nhớ là coi kỹ bài trước rồi mới làm. Và cô chỉ tính lần đầu tiên em làm thôi. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt.